Thông tin tăng giá viện phí, dịch vụ y tế trong tháng 8 được nhiều phương tiện truyền thông đăng tải trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cho biết đây là thông tin chưa chính xác và việc điều chỉnh viện phí đợt 2 trong năm 2016 vẫn đang được cân nhắc. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phía Bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế đã quyết định chưa thực hiện tăng viện phí trong tháng 8 vì lo ngại viện phí tăng sẽ tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng CPI vào thời điểm này. Về mốc thời gian dự kiến triển khai việc tăng viện phí đợt 2 năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế vẫn tiếp tục phải cân nhắc từ giờ tới cuối năm. Cũng theo lộ trình được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế thống nhất đề ra, ngoài đợt tăng viện phí thứ 2 trong năm 2016, từ cuối 2016 đến nửa đầu 2017 sẽ tiếp tục có thêm nhiều đợt điều chỉnh viện phí mới. Dự kiến mỗi đợt điều chỉnh viện phí sẽ thực hiện ở 8 đến 12 tỉnh, thành phố, theo thứ tự các địa phương có độ bao phủ bảo hiểm y tế từ cao xuống thấp và những áp dụng trước tại những tỉnh có mức tác động CPI thấp.